nước, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Ủy ban Thể dục Thể thao, Trung ương Hội người cao tuổi, Ủy ban Olympic Việt Nam, Hiệp hội Thể thao dưới nước đã phối hợp tổ chức Hội thi bơi truyền thống Trung cao tuổi toàn quốc lần thứ 14.